Rồi bonsai kim sơn thân chào nhà mình luôn nha. Thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây quýt rừng tán thiên nhiên. Sống khỏe luôn. Cây này ở dạng cụm chung cốt nha cả nhà. Cái này là mình thấy được nó có 1 2 3 4 5 6 6 thân lớn nhỏ nha, nó có 4 cái thân lớn. Cây này có mã số là 687, có tổng hoành là 47, cây cao là 75. Tán rộng là 55. Cây này mình xin dọn vườn luôn, 600k bao ship luôn nha. Cái này về mình vô cái chậu nữa là ok luôn, rất là đẹp. Hòm thiên nhiên luôn rồi. Tán thiên nhiên khá là đẹp nha. Sáu trăm k bao ship dọn vườn luôn. Rồi vườn xin qua cái này luôn nha.